Con gái mặc đồ khủng long đi đón bố ở sân bay, người bố xuất hiện với hình dạng khiến cả sân bay cười xỉu. Người con gái nhất định đòi mặc bộ đồ khủng long vàng đi đón bố ở sân bay. Đáp lại sự đáng yêu của người con gái, ngay sau khi xuống máy bay, ông bố cũng diện một bộ đồ khủng long xanh. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng vô cùng đáng yêu của hai bố con tại sân bay khiến dân tình thích thú. Đoạn clip được chia sẻ với thông tin: đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Cháu gái tôi đòi mặc bộ đồ khủng long vàng to đùng đi đón bố nó ở sân bay, còn bố nó vừa xuống máy bay cũng vào thay luôn bộ đồ khủng long xanh. Ông ra cửa nhìn thấy con gái một cái là chạy đến rồi hai bố con khủng long chào mừng tiêu tít. Tôi và mẹ nó còn có thể làm được gì ngoài đứng bên cạnh cười ngất, dù cũng hơi ngại tại xung quanh có bao nhiêu hành khách nhìn rồi chụp ảnh, thông tin chia sẻ cùng đoạn clip. Theo đoạn clip, người con gái đứng chờ bố ở sân bay trong bộ đồ khủng long vàng vô cùng đáng yêu. Những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào bé gái với vẻ thích thú. Ngay sau khi ông bố xuống máy bay đã tranh thủ đi mặc bộ đồ khủng long xanh. Người bố nghiêng đầu ra cửa nhìn con gái, cô con gái cũng thích thú vô cùng. Sau đó hai người chạy đến tíu tít vui đùa trước sự vui vẻ của những người xung quanh. Ai nấy cũng đều thích thú trước sự đáng yêu của hai bố con. Được biết, sự việc diễn ra tại Trung Quốc, ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã được lan truyền rầm rộ khắp cõi mạng. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ trước hai cha con vô cùng đáng yêu này.